Hello 500 anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một cái buổi sáng kế đầu tuần. Hôm nay là ngày thứ ba rồi ha. Hôm nay là ngày 13 tháng 13 đúng không ta? 13 tháng 8 năm 2018. 14 chứ. 14 tháng 8 năm 2018. Làm để quên giờ giấc luôn. Và chúng ta lại bắt đầu cái chương trình chạy ngay đi với một cái combo cực kỳ hấp dẫn cho anh em nào sử dụng gia đình. Mấy hôm nay mình đã làm rất là nhiều chương trình chạy ngay đi và có số anh em than phiền là chạy muốn rách háng luôn. Nói chung rất là vui, nói câu nói rất là vui nhưng mà nghe cũng rất là vui ha. Và hôm nay anh em nào đang có nhu cầu mua một cái máy rửa xe, một cái máy để rửa cửa, rửa sân vân vân thì chúng ta hãy nhanh chóng chạy ngay đến store Làm Mộc, địa chỉ 234 Bình Thới, phường 10, quận 11 để chúng ta mua hàng nha. Rồi ok, chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay. Chương trình ngày hôm nay thì khá là hấp dẫn. Mọi người đã biết thì mình đã từng giới thiệu cho người rất là nhiều dòng máy rửa xe như là của Hitachi, của TBC, của Oxen và đặc biệt là của Osaka. Osaka là dòng máy mà người ưa chuộng nhiều nhất, mình bán nhiều nhất. Một tháng mình bán khi cả 100 con. Tại vì sao? Vì chất lượng rất là tốt, bảo hành tới 1 năm, công suất lớn, thiết kế đẹp. Đó là những cái lý do mọi người rất là tin chọn cái máy này. Thì hiện tại cái máy này mình đang bán tại store Làm Mộc, cái chương trình giảm giá cũ của mình trong tuần trước. Đó là anh em nào đến đây mua thì sẽ được giảm giá là 2 triệu. Từ 2 triệu 150 ngàn giảm còn 2 triệu đồng. Nếu mua bất kỳ một sản phẩm nào khác tại shop sẽ được giảm còn 1 triệu 9. Thì chương trình này đã kết thúc ngày hôm qua và hôm nay mình sẽ cho mọi người thêm một cái chương trình mới vì nhu cầu cũng rất là cao. Nếu anh em nào mua ở tỉnh thì giá vẫn là 2 triệu 150 ngàn bao ship ha, bao ship luôn. Đó là cái chương trình cực kỳ hấp dẫn. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho mọi người thêm một cái chương trình hấp dẫn hơn. Đó là anh em khi mua cái máy này kèm thêm một số cái đồ linh tinh của nó nữa thì được một cái giá giảm rất là tốt. Mọi người khi mua cái máy Osaka thì rất là than phiền là thứ nhất là cái dây nó ngắn, dây nó khoảng bằng 7 mét, nhưng mà tôi muốn gấp đôi. Nhà tôi rất là dài, vườn tôi rất là rộng, tôi là đại gia, rất là xa lắm thì sao, thì không thể nào có sợi dây mà nó dài như vậy được. Ok, bây giờ có sợi dây 15 mét cho anh em kéo luôn, từ đầu nhà kéo lên tới cuối nhà luôn ha. Anh em nào già 20 mét thì phải thêm 5 mét nữa. Còn bây giờ mình 15 mét là kéo vô tư, tại vì nó già tới 15 mét luôn. Thứ hai là rửa xe, mà ví dụ rửa xe mà muốn có xà bông vô xịt cho nó có bọt tiết giống như là ở ngoài ta xà rửa vậy đó. Rồi hoặc là cho nó sạch sẽ hơn thì cái súng cũ cũng không có làm được. Cái súng Osaka cũ không làm được, không biết nó sản xuất làm sao mà nó kỳ cục, không vô ai hết. Đó, nó chơi vậy đó. Thì bây giờ có luôn cái bình xịt xà bông cho mọi người luôn, để gắn vô xài luôn. Bây giờ nếu mà mình sẽ phân tích cho mọi người xem, nếu mà chúng ta mua theo cái cách bình thường. Đây là cái máy Osaka của chúng ta. Đây, nặng bà cha luôn. Cái máy này tầm khoảng 10 mấy ký, 14 ký luôn hùng ha, là 14 ký. Thì cái máy này nếu mà chúng ta mua bình thường là 2 triệu 150 ngàn. Thì nó sẽ ra gồm cái gì? Một cái máy nè, một cây súng, một sợi dây, thêm một sợi nữa, sợi này là để gắn để hút nè. Nó có cái sợi hút này, nó sẽ có thêm cái đầu để lọc. Cái đầu này thì mình có thể gỡ ra, mình gắn trực tiếp vô vòi luôn, mình xài. Thường mình thích xài như vậy tại vì mình lười xách nước chứ không gì hết trơn á. Xách xịt có một chút xíu nó hết trơn rồi, lại xách nữa mất thời gian. Thứ hai là cái súng. Súng này mọi người thấy thiết kế khá là dài ha. Ok luôn, ngon lành luôn. Mà cái súng này lại không gắn được bình xà bông. Nó kỳ vậy đó. Vì mà cái súng này nó đi xèm với sợi dây này. Sợi dây này là sợi dây áp lực cao, mọi người thấy nó sự khác biệt. Cái sợi dây màu đen nó sẽ không xịn bằng cái sợi dây màu trắng này. Tại dây màu trắng này nó được bện bằng bố, nó chịu được áp lực tới 40 MPa. 40 MPa là rất là lớn ha. 1 MPa là tầm 1 MPa là 12 kg ha. 40 MPa là rất là lớn. Thì với cái áp lực này thì mọi người xịt vô tư. Dây này dây mềm. Mọi người thấy cái dây này á, mình để như vậy nè, mình kéo mình cuốn rồi nè, nó không có bị hư. Còn cái dây mà đổi dây nhựa, mọi người quấn cuốn này một hồi là nó bị hư. Nó chỉ nó bị co này nè, nó có cái khất. Còn dây này là không, tại vì bên trong nó bện bằng bốt. Đó là sự khác biệt. Thứ hai, mọi người thấy những cái đầu này nó làm rất là chắc, chất lượng. Đó là sợi dây đi kèm theo máy. Nhưng mà ngặt một cái nỗi á, cái dòng này á, nó đi kèm thì cái đầu phía trên này nè, nó lại xài cái chui nhỏ. Trong khi những cái súng bên thị trường chúng ta hay mua thì nó lại cái xài cái chui lớn như vậy. Nó khác, nên là gắn không có vừa. Đó, biết được cái nhu cầu đó mọi người thì mình cho mọi người trong cái combo này. Dây 7 mét, cái này là đã đi kèm theo máy rồi, mình không có tính ha.
Rồi, nếu mọi người mua thêm một sợi dây 15m này, giá mình bán rẻ là 300.000. Sợi dây này tương tự như dây kia, cũng là dây bố bệnh luôn, và nó dài tới 15m, và nó xài cho những dòng súng thông thường như máy Eugene, máy này nọ ngoài thị trường là chúng ta xài được hết. Đó, 300.000 nếu mọi người mua rồi, mình báo giá luôn. Cái bình xà bông này, cái bình xà bông này giá mình bán tại đây là 50.000 nếu mọi người mua rồi. À, nhưng cái bình này là không gắn vừa cái súng này nha. Cái súng này nó xài kiểu khác, không có gắn được. Vì vậy mình sẽ bán thêm cho mọi người cây súng này. Cây súng này là cái súng phổ thông trên thị trường. Cái súng này xài cho cái bình Eugene được. À, cái súng này nó thể mình có thể nối ra dài ra thêm, và mình có thể gắn cái bình xà bông vô như thế này. Vậy là xong. À, cái súng này mình bán rời, bán lẻ ở đây là 200.000 là cây súng. À, súng mình súng tốt nha. À, 200.000 cây súng. Cái này 50.000, cái này 300.000. Thì tổng cộng nếu mà mình mua nguyên cái bộ này mà mua lẻ không khuyến mãi là bao nhiêu? Là 2.700.000, đúng không? Bây giờ mình sẽ khuyến mãi cho mọi người, nếu mọi người nguyên cái combo này thì mình sẽ giảm cho mọi người còn 2.450.000 cho anh em nào mua tại cửa hàng thôi nha. Chỉ mua tại cửa hàng là mình giảm 2.450.000 cho một cái combo hai cây súng, tức là cái máy này có súng rồi, mình mua thêm một cây súng nữa mình sẽ cua nè. Đó, mua thêm sợi dây nữa sẽ cua nè, dài 15m nè, có thêm mũ bình xà bông nữa để có thể rửa xe, xịt, nói chung xịt bọt tuyết đồ nó cho nó đẹp đẽ đó. Và cái máy bảo hành 1 năm vẫn y như chính sách bình thường, vẫn bảo hành y như bình thường ha. Và dòng này là dòng chạy không than nha, motor tới 2.300W đúng không, để em coi coi, 2.200W, áp lực là 93 đó, và áp lực tối đa là 123. Dòng này nén rất là mạnh, và cái dòng chảy của nó là 5,5 lít nước trên 1 phút. Đó là tất cả những thông số của máy này. Cái máy này thiết kế rất là gọn nè. Ha, mọi người thấy. Và đặc biệt á, ở đây chúng ta cây súng chúng ta cất cũng rất là tiện luôn. Những cái dòng khác không có được cái này nha. Mọi người để ý nó không có này. Mà phía sau của nó nữa nè. Phía sau của nó ở phía sau này nè. Nó có cái chỗ để mình quấn dây nữa. Ha, quấn dây vô rất là gọn luôn. Nói chung này thiết kế khá là thông minh. Giống như mấy cái khác thôi, nó sẽ tiết kiệm chi phí là nó được đặt hàng ra trong này, chỉ là cái motor thôi mọi người, đơn giản nó chỉ là cái motor thôi, và bên ngoài nó làm thêm cái phần nhựa để nó úp vô. Thì cái phần nhựa này nó được thiết kế làm sao để nó có thể để được cái này rất là gọn. Những hàng khác thì nó tiết kiệm chi phí, nó sẽ để cái motor thôi, nhưng Eugene nó giá nó chỉ có 750 thôi, còn giá con này tới 2.150, nó khác nhau vậy. Và con này dám bảo hành tới 1 năm, con kia bảo hành 3 tháng. À ha, đó là lý do tại sao cái máy này nó mắc tiền hơn. Và nếu chúng ta đang nhu cầu một cái máy ngon, giá tốt, thật sự mức giá này rất là tốt so với khi mà chúng ta mua những hàng cao cấp khác của hãng như là Catcher hay là Bosch, giá mắc hơn gấp đôi với từng cùng một cái thông số như thế này, và cũng là bảo hành 6 tháng hay là 1 năm thôi. Để chúng ta mua cái này ok hơn, mọi người cứ yên tâm, mình mua ở đây, mua tại store là một, mọi người sẽ được bảo hành, đừng có lo cái vấn đề đó ha. Chỉ là nhanh hay chậm thì tùy cái mức độ hư, hư cái gì bên chậm thôi, ví dụ hư cái gì mà khó quá thì nó hơi lâu chút, mà hư nhanh thì nhanh. Còn nếu mà chúng ta mới mua hôm qua mà nay hư rồi á thì tới đây mình xem đổi cái khác luôn ha, mới mua hôm qua nha. Ok, là trục chặt kỹ thuật. Còn nếu mà đem đi về đi phá đi banh đi moi ra là đương nhiên là không được rồi. Chính sách bảo hành thì nó phải là hàng mới mua về mà trục chặt kỹ thuật thì nó phải có những cái chuyện đó. Rồi, mình báo lại một lần nữa mọi người, nguyên cái combo này là 2.450.000 khi mua tại cửa hàng. À, còn nếu anh em nào mua ở tỉnh là 2.700.000 bao ship. À, là không có cái phần giảm 250.000, mình sẽ bao ship, tại vì nguyên cái đống này tiền ship có khi nó còn cao hơn là 300.000 nữa. 14kg tiền ship rất là nặng nha, ship mình ship siêu đi cực kỳ nặng luôn. Mà khi mình trả cái chương trình này là mình cũng không nhận ship siêu đi, anh em nào muốn mua thì chuyển khoản mới được nhận cái chương trình khuyến mãi này, còn không muốn siêu đi rồi nguyên cục trả tiền ship luôn thì ok ha. À, nhưng mà bên mình thì quy định cũng trên 2.000.000 thì cũng chuyển khoản, là hiện tại là như vậy ha. Tương lai thì có thể khác một chút, nhưng anh em nào hay thắc mắc sao lại bắt chuyển khoản, tại vì có những cái lý do nó giảm thiểu cái rủi ro thôi. Cái quy mô mình hiện tại như vậy thì mình sẽ hạn chế cái rủi ro mình ở mức như vậy, anh em thông cảm. Ok, bây giờ mọi người hãy chạy ngay đến địa chỉ 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để dắt ngay cái combo này về. Còn những anh em nào mà đã mua trước đây rồi thì đương nhiên sẽ không còn được cái chương trình này nữa, và sẽ mua những cái này với mức giá bình thường. Cái này 300.000,
Cái súng sơ cua là 200 ngàn, cái bình xà bông là 50 ngàn. Anh em đừng có trách là tại sao hồi xưa mua là nó như vậy, như vậy. Đã là chương trình khuyến mãi thì nó sẽ tùy thời điểm. Và nếu mà chúng ta lựa ngay cái thời điểm chúng ta mua, ok, thì chúng ta sẽ được cái ưu đãi đó, còn không thì thôi, đó, đơn giản vậy thôi. Cho anh coi lại những cái bình luận của anh em, coi anh em có gì hỏi không. Dây dài 15 mét nha anh. Anh Nguyễn Tân An. Ship là không có hả? Đó, đó, đó rồi luôn rồi đó. Dây phun áp lực Osaka chịu áp lực tối đa bao nhiêu? Cây này chịu áp lực tối đa là 40 MPa. 1 MPa là khoảng 12 kg nha anh em. 9 hay 12 kg rồi mình cũng không có nhớ rõ nữa, tại vì mình nhớ một cái máy, một cái máy nén hơi áp lực cao của Nhật. Cái lực nén là 40 MPa thì tương đương mạnh lắm. Đó. Dây này rất là tốt nha. Còn cái dây mà dây nhựa là nó có thể bể, còn cái dây này rất là khó hư. Nó nãy mình biểu diễn cho mọi người đó, chúng ta có thể kéo này nọ, chúng ta ngoắn này nọ, nó cũng không có bị cái tình trạng bị co lại. Còn cái này nó vẫn hoàn nguyên lại được, rất là tốt. Tại bên trong nó là những cái dây nó bền với nhau. Rồi, mua riêng cái bình là 50 ngàn nha anh Tài Tung Tăng. Cái nít dễ thương quá vậy. Ở trên có ai bình luận gì nữa không? Xin chào Phan Phong, xin chào Hoàng Long Nguyễn, đó, xin chào Võ Dung, xin chào Dĩ Chiến. Rồi, dây áp lực trên trong bao nhiêu? Cái dây áp lực này nè, nó cái dây của thằng Eugen á thì nó hơi, ủa cái thằng Osaka nó hơi kỳ. Một đầu nó là cái gen đó là gen phổ thông. Còn cái trong này cái bên, phía bên này mà nó dùng chung với cái súng của nó là cái gen nhỏ. Gen này chắc là gen, để coi. Cái này khoảng 15. Ủa. 10 12 13 15. Cái gen này gen khoảng 2, gen 20, gần gen 20 nè. Gen này gen 15 nè. Thì cái gen bình thường phổ thông của ta là gen lớn nha. Còn cái súng Osaka thì xài gen nhỏ. Đó, nên anh em nào nếu mà bị hư súng Osaka thì có thể mua ở đây hoặc là đổi qua sợi dây mới này luôn, xài luôn. À, rất là ok. Rồi. Anh em có thắc mắc gì không, mình sẽ giải thích cho anh em luôn để chúng ta có dễ dàng chúng ta mua. Chương trình này mình áp dụng cho 10 combo duy nhất nha, 10 máy duy nhất thôi. Hiện tại là mình đang mới nhập về sáng hôm nay, đủ số lượng để chúng ta có thể mua hết thì thôi. À, và mình sẽ có những cái chương trình khác liên quan đến những cái máy khác. Chiều nay thì anh em tranh thủ anh em theo dõi để chúng ta có thể mua hàng. Những em máy tỉnh thì sẽ theo dõi chương trình, click ngay kẻo lỡ thì chúng ta sẽ mua hàng trên website. Còn những anh em nào mà xem chương trình chạy ngay đi thì lưu ý là chỉ áp dụng khi mua tại cửa hàng. Còn ngoài ra không áp dụng bất cứ một hình thức nào khác như là alo đặt trước, inbox hay là gì đó thì đều không được áp dụng với chương trình khuyến mại này. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi cái chương trình livestream của mình ngày hôm nay. Nếu mọi người mua hàng, một lần nữa hãy đến địa chỉ 234 Bình Thới để dắt ngay cái combo một cái máy, một sợi dây, một cây súng, một cái bình ha. Đó, tất cả đó là sơ cua nha, còn bên trong đó là có một cây súng, một sợi dây. Rồi, nên là chúng ta mua là chúng ta có hai cái xài hoài luôn không sợ hư. Đó. Rồi, giá nó chỉ có từ 2.7 triệu giảm chỉ còn 2.450.000. Bảo hành 1 năm tại Store là 1. Cảm ơn mọi người đã xem video này, nếu thích hãy đăng ký subscribe kênh YouTube của mình. Còn nếu anh em nào ở bên kênh YouTube mà không có thấy được những cái video trực tiếp của mình thì qua fanpage thích là mộc facebook.com xoẹt thích là mộc để đăng ký nút nhận trước khi mà mọi người có video là mọi người xem ngay và luôn để có thể chạy kịp thời, phải dớt được những cái combo cực ngon, những khuyến mãi cực hấp dẫn tại Store là mộc. Tao là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.